Anh có nhìn thấy không? Nhìn thấy cái gì? Tuyết rơi. Tuyết rơi sao? Lúc đã lái xe anh cũng không nhớ nữa sao? Không phải là anh không nhớ, nhưng mà hình như anh không biết rõ hướng trái phải cho lắm. Thật ra đây là đâu vậy? Đây là tòa nhà Kim Tiêu thật sao? Morris, trời cũng không, đất cũng không, đời người ngắn ngủi ở trong đó. Tại sao? Nhật cũng không, nguyệt cũng không, lên đông lặng tay bởi vì ai? Vàng cũng không, bạc cũng không, chết đi bao giờ nắm trong tay? Ba đang làm gì vậy? Sao đi tới đi lui vậy chứ? Phải đi rồi ba. Ba không đi, ba chết cũng phải chết ở đây. Không được đâu, không thể ở lại tòa nhà Kim Tiêu được đâu. Ông nội đang đợi chúng ta ở ngoài đó. Đi thôi, đi thôi ba. Bọn họ chết rồi mà. Không lẽ mình cũng chết rồi? Đây là đâu vậy? Bảo Đẹp, Bảo Đẹp, mau ra đây đi. Bảo Đẹp. Đầu trâu mặt ngựa, đuổi hết ác linh. Đầu trâu mặt ngựa, đuổi hết ác linh. Đầu trâu mặt ngựa, đuổi hết ác linh. Trời ơi, xui à. Quỷ ám cậu sao? Ăn đần độn, bây giờ cậu chết cha hay chết má? Hey cô hai, chỉ là chuyện nhỏ. Tôi thấy tòa nhà này khí số đã tận rồi, cho nên tôi muốn làm một pháp sự để có thể nhập thổ di an. Nhập thổ di an cái gì? Chúng tôi có nói dọn đi sao? Nè, bác hai ở tầng trên vừa mới dọn đi, để tôi bấm độn thử coi. Ủa, tòa nhà này đã thu hồi cũng gần hết rồi, chỉ cần mọi người cùng phối hợp, tòa nhà này sẽ chính thức gặp nhiều may mắn rồi. Trời ơi, chúng tôi không khuất phục đâu. Cho dù còn một căn, chúng tôi cũng không có dọn đâu. Phải đó, chúng tôi không dọn đâu. Dọn đi. Nam Viên Bắc Triệt, làm việc. Có gì mà làm chứ, làm gì lấy vậy trời. Đống sâu này tối hôm qua mới ăn xong cá viên cây nổi tiếng gần xa. Mấy con sâu này sau khi ăn hết đồ cây, chúng mạnh khỏe vô cùng luôn đó. Một là các người liệu hồn ký hết hợp đồng đi, còn không thì tôi thả chúng ra để tổ chức buổi tiệc cây có chịu không? Tôi thì thích nhất là ăn lẩu siêu cây. Chị Phan, sau khi đem đi chiên giòn trả lại cho các người ăn. Đúng là tức chết mà. Thiệt tình, nè tất cả bà con từ nay không cần sợ chúng nữa, có biết không? Thiệt là Lydia, cô về rồi sao? Hay quá. Lydia, đi thôi, đi thôi. Ê, nè nè chị Phân, nói chuyện thì nói chuyện, sao chị đẩy bà điên này ra làm gì? Biết sợ rồi sao? Lúc Lydia không có ở đây á thì ăn hiếp cả đám già cả bệnh hoạn chúng tôi, đúng không? Bây giờ cô đã về rồi, giống như lần trước vậy á, cho họ biết mùi lễ độ đi, làm gì? Phải đó. Cái gì? Lần trước cái gì? Làm gì chứ? Lần trước cô làm gì? Giống như lần trước vậy á, đánh cho bọn họ bò lăn bò càn luôn đi. Phải đi. Làm gì? Cô nhầm lẫn không chị? Ngưng. Chúng ta là người văn minh mà, không tùy tiện đánh người, càng không đánh phụ nữ. Chúng ta rút. Tôi cũng không có cản đường nha. Hôn lành chút xíu đi. 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 Chậm chút đánh cho xanh mặt luôn. Chà, Lydia giỏi lắm. Nè, tại cô không biết thôi, tên ăn đần độn đó đó, ngày nào cũng dùng chiêu mới, chiêu nào cũng đáng sợ hết. Lúc cô không có ở đây một mình tôi chống lại bọn họ cực muốn chết à. À, nhưng nói gì thì nói, lần này cô đi công tác đi lâu lắm rồi, sao mấy tháng mới về vậy, sao vậy? Cũng cỡ đó thôi, thì đó. Nhưng không sao, về là tốt rồi, chị em chúng ta có thể tiếp tục bảo vệ chính nghĩa, chịu không? Thôi, về nhà mới nói đi. Về nhà. Hơi, mọi người làm diễn viên á, đúng là thể chất của mỗi người đều rất là đặc biệt. Mùa đông lạnh như vậy cũng có thể mặc kiệm vải để lộ cặp giò ra. Chị muốn hỏi, đồ này á, có phải là đồ diễn hay không? Sao phong cách có vẻ đi trước thời đại như vậy? Còn nữa nha, để lộ cặp giò có lạnh hay không? Được rồi. Okay. Thôi giờ mau về nhà nghỉ ngơi đi, giữ ấm. Chị cũng về phòng trước đã. Cũng được. Bye bye. Bye bye.
Sao lại là cảm giác này? Anh không phải là Morris. Sao bây giờ anh chụp hình đẹp vậy? Anh cảm thấy chụp hình giống như là bản năng của anh vậy. Anh chụp người mà anh yêu nhất, tí nào lại không chụp đẹp chứ. Không phải em nhìn có bản tên đằng trước ghi là Huỳnh Đại cái gì? Thì Huỳnh Đại Tiên và Trúc Viên. Huỳnh Đại Tiên và Trúc Viên đâu phải viết như vậy. Morris của bây giờ là một người tận tâm. Tôi và anh quen nhau bấy lâu, chưa bao giờ có cảm giác an toàn giống như bây giờ. Lúc nãy anh có nghe bài hát trên radio không? Lại là cảm ứng tình yêu kỳ lạ khó hiểu gì đó của em sao? Rõ ràng mỗi lần có anh ở bên cạnh em mới có cảm ứng đó. Mấy bữa nay anh ở Đài Loan có mưa không? Không có. Anh có thấy không? Nhìn thấy cái gì? Tuyết rơi kìa. Tuyết rơi. Cuối cùng em đã hiểu. Thì ra anh từ thế giới khác tới. Bấy lâu người em linh cảm được chính là anh. Mình không phải là Maurice. Mình không phải là Maurice. Ella, anh rất muốn gặp lại em. Bảo Đạt, mày ra đây đi. Mày đưa tao về nhà đi. Bảo Đẹp ơi, Bảo Đẹp, tao tìm khắp tòa nhà Kim Tiêu cũng không tìm được Ella. Mày có biết cổ đi đâu không hả? Thì ra lúc trước cô sống trong thế giới đen tối u ám như vậy. Hèn chi nhiều khi tôi luôn cầu nguyện ai nấy đều vui tươi. Thì ra tôi cảm nhận được sự sống chết của cuộc sống. Nhìn thấy trời mưa như một bài hát ngọt ngào. Thì ra cái tôi thấy, tôi nghe được không phải là ảo giác. Cũng không phải vì có Morris, mà là vì anh. Từ trước tới giờ em tìm mãi, cuối cùng cũng có đáp án. Từ đầu anh đã ở bên cạnh em. Đáng tiếc em không biết anh tên gì. Em rất muốn làm quen anh lại từ đầu. Đáng tiếc em không còn cách nào quay về bên cạnh anh. Ella, có phải em không?